Xin chào mọi người và nhất là các bác, các anh, các chị, các em và các cháu tuổi dần. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với những người tuổi dần về cái tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi. Một cái tháng có thể nói rằng có nhiều điều tích cực cho cái người tuổi dần. Vì sao? Vì dù gì đi nữa thì vẫn trong cái tháng năm âm lịch này là tháng Canh Ngọ, chưa hết là chúng ta đã thấy được là những người tuổi dần sẽ có tam hợp của cái phần địa chi. Và khi mà như đã nói ở những cái video trước thì cái trụ mà về địa chi á, là ảnh hưởng về gia đạo và nó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong xã hội nữa. Và đây là một trong những cái tháng mà năm nay á, thì cũng như là có nhiều nhiều cái sách đã nói đó, là cái sao lập tồn sẽ an ở trong cái cung ngọ. Chính vì vậy là có tam hợp với cái tháng ngọ này thì người Giáp Dần không những tốt đẹp cho cái phần gia đạo mà nó còn có tốt đẹp cho cái phần về tiền tài ha. Để xem coi những cái tuổi dần thì tuổi dần nào là tốt nhất và tuổi dần nào không được may mắn hưởng được cái sao lập tồn ăn ở cung ngọ này. Thì đầu tiên hết á, thì chúng ta phải xét cho những người tuổi dần thì phải nói đến người Canh Dần, tức là những người sinh năm 1950 và là những người lớn, và những người trẻ thì mới sinh lên là 2010, thì các cháu thì mới 2010 thì mình sẽ không xét đến, mình chỉ nói nhiều đến những người Canh Dần sinh năm 1950. Thì xét về trụ mạng thì với cái mạng mộc thì như vậy, thì mạng là mạng mộc khắc thổ, bổn mạng tương khắc với lại tháng. Thì người ta nói bổn mạng mà tương khắc hoặc là bị khắc thì đều có một chút khó khăn về cái sức khỏe, không được tốt lành. Chính vì vậy cho nên là các phúc tinh tài tinh nó bị tương khắc đó, thì các phúc tinh tài tinh sẽ không phát sáng, sẽ làm yếu đi cái phúc tinh, và như vậy thì phá bại tinh sẽ hoành hành ha. Cho nên là cẩn thận với bổn mạng. Thiên can á, thì do là chữ canh đồng hàng với Canh Dần, đồng hàng với Canh Ngọ, cho nên là thiên can đồng chữ canh thì rất là tốt đẹp cho công việc, cho làm ăn. Nhưng mà những người Canh Dần thì nếu đúng ra thì đã là những người đã hưu, an phận là chính, cho nên là cái thiên can chữ canh này cũng không đem đến nhiều cái biến chuyển trong công việc. Thì đa phần những người Canh Dần thì các bác trai bác gái thì đều là nghỉ hưu, đang an hưởng tuổi già. Tuy nhiên là với cái chữ canh đồng hàng này thì cũng có nhiều cái lợi lộc ha. Có thể là kinh doanh thương mại thì các bác còn làm chút chút thì nó đem lại tiền tài. Địa chi thì như đã nói là có tam hợp với tháng, đó là Dần Ngọ Tuất. Dần với Ngọ là tam hợp Dần Ngọ Tuất, mà tam hợp thì đem lại nhiều may mắn, không những cho gia đạo mà còn cho những cái công việc làm ăn, những cái mối quan hệ ở trong xã hội này. Như vậy là tốt đẹp ha. Rồi, tiếp tục là những người Nhâm Dần sinh năm 1962. Các anh các chị Nhâm Dần thì là Kim. Như vậy thì tháng 5 âm lịch, tháng Canh Ngọ lại là tháng Thổ, như vậy là Thổ sinh Kim. Bổn mạng được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng là tuyệt vời. Chính vì bổ mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh, đặc biệt là tài tinh, sẽ vận hành rất mạnh mẽ, đem lại nhiều tài lộc, báo hiệu một cái tháng có thể nói là có thành công, có tài lộc ha. Thiên can canh nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, xét về mặt tử vi. Còn nạp âm ngũ hành của canh là kim, nạp âm của hành của nhâm là thủy. Như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là kim sinh thủy, như vậy dễ sinh tài lộc, ngon lành ha. Địa chi thì là tam hợp, cũng giống như những người Canh Dần. Như vậy với người Nhâm Dần, rõ ràng tháng 5 âm lịch là một tháng khá là tốt đẹp, với nạp âm ngũ hành của thiên can tương hợp sẽ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Mạng thì được thổ sinh kim, bổn mạng không phải lo lắng, lại được lợi lộc từ cái sao lập tồn nó an ở cung ngọ, kết hợp với tam hợp thì chắc chắn rằng cái người canh Nhâm Dần 1962 không lo lắng về phần tiền bạc cũng như sức khỏe và gia đạo ở trong cái tháng năm này. Rõ ràng đó là một điều tốt đẹp đối với những người tuổi Nhâm Dần.
Rồi tiếp đến là các anh các chị tuổi Giáp Dần, à một trong những cái tuổi mà nam mạng, người ta nói là nam Giáp Dần lận đận tình duyên, nữ mậu ngọ trung chiên vợ chồng. À các anh Giáp Dần này thì gọi là tình duyên lận đận. Tuy nhiên đó là nam mâm chữ Giáp thì thường nếu mà làm trong con đường quan vận nhà nước thì rất dễ là lãnh đạo, rất dễ là người chỉ huy, à rất là dễ ấy ha. Nếu mà các anh nào mà Giáp Dần mà đang làm trong cơ quan nhà nước, nhất là cái các ngành về quân đội và công an đó, thì dễ là người lãnh đạo lắm, dễ làm sếp lắm ha. Phải có lính, người phải chỉ huy sai chứ không phải là cái người thừa hành. À rồi như vậy xét cho cái người Giáp Dần đối với tháng Canh Ngọ là như sau. À, xét về trụ mạng á thì các anh là mệnh thủy, gặp tháng Canh Ngọ là tháng thổ, như vậy là thổ khắc thủy, bổn mạng có chút khó khăn vì bổn mạng bị tháng tương khắc ha. Cẩn thận bổn mạng, đề phòng tai nạn. Từ gì nên nhớ là hai tháng, tháng 5 và tháng 6 là hai tháng cực thổ, tức là hai tháng thổ vượng nhất của năm Kỷ Hợi 2019, mà các anh là người mệnh thủy gặp thổ vượng thì phải có vấn đề. À thiên can á thì chữ canh khắc chữ giáp, canh của Canh Ngọ khắc chữ giáp, bị tháng khắc thiên can, công việc đang có cái chiều hướng xấu đi, à sẽ gặp trục trặc chút chắc, coi chừng cẩn thận nha, bị người khác đâm sau lưng gây khó khăn ở trong công việc của mình. Rất may là địa chi có tam hợp, à có hai cái ở trên xấu nhưng mà địa chi là tam hợp, thì dù sao đi nữa thì hai cái xấu có một cái nó tốt, nó tam hợp. Hy vọng rằng người ta gọi là tam hợp hóa giải cả được tam tai. Hy vọng rằng với cái tam hợp của tháng à, tốt đẹp về các mối quan hệ thì nó sẽ giúp các anh các chị, đặc biệt là các chị vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. À, nếu như xét chung như vậy thì có thể nói là nếu có gặp khó khăn thì các anh các chị vẫn sẽ gặp được quý nhân mà đưa ra những cái lời khuyên hoặc là giúp đỡ mình vượt qua cái khó khăn. À thôi kệ, có tam hợp như vậy cũng đã đành ha. Rồi tiếp tục, đó là người Bính Dần sinh năm 1986, các em tuổi Bính Dần. À, các em thì Bính Dần là gốc hỏa, gặp tháng 5 Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng thổ, như vậy bổn mạng sẽ bị sinh xuất hỏa sinh thổ. À, chính vì bổn mạng sinh xuất thì bổn mạng sức khỏe hơi bị yếu, có thể là nếu như mà có bệnh thì cũng nhẹ, có tai nạn thì chỉ là chạy trước, không ảnh hưởng tới bổn mạng mình đâu ha. Có thể nói là bổn mạng tương đối. Thiên can thì chữ bính nó khắc chữ canh, à cho nên là thiên can khắc tháng thì công việc cũng sẽ gặp trắc trở chút chặt, tuy nhiên là vẫn nằm trong tầm kiểm soát chứ không mất kiểm soát như người Giáp Dần. À rồi địa chi thì tam hợp cũng giống như Giáp Dần, cũng như Nhâm Dần và Canh Dần là Dần Ngọ tức tam hợp, và có tam hợp thì hy vọng hóa giải được cái sự khó khăn của thiên can bính khắc canh. À như vậy thì rõ ràng là nãy giờ hai cái tuổi Giáp Dần, Giáp Dần là Bính Dần có nhiều cái xung khắc và bị yếu về bổn mạng ha, đề phòng bổn mạng còn phải đề phòng luôn cái việc làm ăn. À, rồi tiếp tục đó là người Mậu Dần sinh năm 1998. À, đây là các em còn trẻ ha, đầy sinh khí, giàu nhất, không phải giàu vì tiền, cái này giàu thời gian, tại vì còn trẻ còn nhiều cái thời gian, có thể gặp thất bại, có thể gặp trục trặc trục trặc, nhưng mà mình có thời gian để mà sửa chữa. Những người như người Giáp Dần, người Nhâm Dần thì không còn thời gian để sửa chữa, cho nên là không thể sai lầm ha. Rồi người Mậu Dần mà xét cách thì trụ mạng là Mậu Dần là thổ, gặp tháng Canh Ngọ là thổ đồng hành, cho nên là sức khỏe bổn mạng không có phải bàn, phúc tinh và tài tinh vì thế phát huy hết tác dụng của mình. Thiên can á, chữ canh chữ mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh thì thuộc kim, mậu kỷ thuộc thổ, như vậy là chữ mậu thiên can của mình bị sinh xuất của tháng, à là mậu là thổ sinh kim, cho nên là tuy là gặp tháng thổ đồng hành ha, nhưng mà coi chừng bị hao tài nhỏ thôi không lớn ha. Địa chi thì có tam hợp Dần Ngọ tức. À nếu như mà nói địa chi này có tam hợp thì rất là, nếu như đối với các em gái là gia đạo hòa hợp, còn các em trai thì tình cảm phát sinh nảy lọc ha,
đặc biệt là nếu với cái tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 này, cái cung đào hoa của nam ở đây rất mạnh, vận hành rất mạnh ở trong cái năm Kỷ Hợi này, cho nên là đây là tháng rất dễ sinh tình cảm ha. Đây cũng tháng hè, có thể là giảm bớt cái lực học rồi mình không học nữa ha, đi làm kiếm thêm gì đó thì có thêm mối quan hệ, và nếu như được thì tỏ tình trong tháng này dễ thành công. Đó, thấy là em ha. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi tuổi Dần, tất cả những người tuổi Dần đối với cái tháng năm âm lịch Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019. Thì với hai cái tuổi cần phải chú ý nhiều đó là Giáp Dần và Bính Dần. Có nhiều cái xung khắc còn lại thì mọi điều đều tốt đẹp, vì tất cả vẫn nhờ được tam hợp của tháng, đó là Dần, Ngọ, Tuất. Tuy nhiên là tam hợp của tháng này sẽ bị khống chế và bị chi phối xấu tốt, còn tùy vào ngày tháng năm sinh. Và thí dụ như giống như người Nhâm Dần nói trời ơi chú ba nói là tôi tốt lắm mà tại sao tôi không tốt, tại vì có bà vợ của tôi bà nằm trong cái tháng nó kỵ đối với cái năm này, cho nên là tôi gánh cho bà rồi. Nếu mà có như vậy thì cũng là bình thường thôi ha. Hy vọng rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích được mọi người mà vượt qua hay là đối phó được với cái tháng không tốt đẹp mà mình đã nêu cho những tuổi như Giáp Dần và Bính Dần. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like, bấm like là cái nút này nha, rồi hoặc là bấm chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Dần được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có được cái tháng năm thành công mỹ mãn, có được tài lộc. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba TV xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác, có thể về tuổi của mình hoặc người thân và bạn bè. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.